Chào các bạn. Thì trước đây mình có giới thiệu sơ về một cái bộ này. Nếu bạn nào có thường xuyên xem kênh của mình thì sẽ nhớ. Thực ra bộ này thì là mình làm một cái mô hình mô phỏng để cho các bạn dễ hiểu thôi. Mà thực tế mình đã làm lên máy cho một công ty. Thì mình làm mô phỏng lại. Thì bộ này thì sẽ chưa hoàn thiện nha. Bộ này còn nhiều bước nữa. Nhưng mà trước mắt á, mình sẽ test sơ bộ về cái cái quy trình. Thì các bạn thấy trên cái bệ xoay này nó có 4 số. 1, 2, 3, 4. Và cái số này có thể là nhiều nha. Và mỗi một số vậy là một vị trí gia công nha. Vị trí gia công. Mình sẽ set một cái máy khoan khả năng là mình sẽ lên một trục jack nha. Trục jack. Chỉ là mô phỏng thôi. À, thì ở đây là một cái con cóc, mình lấy một cái relay thôi nha, một con cóc cho để cái công nhân đạp chân á, ví dụ như đạp chân ở tới đây thì đạp chân thì nó sẽ xoay, đó thì nó xoay, nó sẽ bắt một cái cảm biến tiệm cận và nó dừng lại một vị trí. Ở đây mình cái động cơ cái này mình chưa có thắng nha, sắp tới mình sẽ làm một cái thắng. Bản thân nó là không có thắng vật lý, mình sẽ làm một cái thắng sử dụng lực từ cáp động lực á. Cáp động lực mình lấy hai dây bất kỳ, làm một cái thắng cáp động lực mình cho nó dừng lại, dừng cũng không có thua gì thắng vật lý, thắng cáp động lực. Thì trước đây mình cũng đã làm một cái video liên quan tới thắng từ cáp động lực, lấy hai dây từ. Ở đây các bạn sẽ thấy nó dừng không đúng vị trí lắm. Một cái nó dừng ở vị trí gần đây, một cái dừng ở vị trí bên kia. Thì là do cái quán tính đó. Do cái quán tính của động cơ nó còn nhiều, do cũng chưa thắng. Mình sẽ kết hợp một cái thắng nữa để cho dừng đúng vị trí. Thứ hai là nó sẽ xuất một cái chân in-out ra để thực hiện một hành trình khoan xuống và nhấc lên. À, sau đó người công nhân đạp nha, người công nhân đạp cốc một cái thì nó sẽ làm việc tiếp. Đạp cốc một cái nữa nó sẽ làm việc tiếp. Thì những bộ này nếu mình lập trình POC với lại cái driver hãng của cái động cơ, những cái động cơ servo hoặc là những động cơ Abisodex này thì nó quá dễ dàng rồi ha. Tại vì nó có cái Hell Sensor. Nhưng mà ngược lại, để mà lập trình cho cái con Bo IC xe điều khiển, xe đạp điện ấy, thì nó lại là một vấn đề khác nha. Tại vì mình dựa vào cái Bo công suất IC xe đạp điện, nó chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều so với một cái driver chuyên dụng của hãng. Đó, chuyên dụng của hãng. Và cái quy trình nó sẽ phức tạp hơn. Thay vì cái bộ điều khiển này thì nó rất là ổn định, nhưng mà chi phí tương đối cho những công ty vừa và nhỏ. Còn những một bộ nếu các bạn làm mà POC cộng driver hãng á, thì phải có thêm HMI hay là một cái bảng điều khiển thì chi phí nó đội lên rất rất là cao. Nhưng mà công năng nó cũng tương tự như vậy, mình đảm bảo nha, tương tự như vậy. Thì ở đây chỉ điều khiển một con vi điều khiển nano thôi. Vi điều khiển nano thì mình sẽ làm một cái thắng từ hai cộng cáp động lực ra, kèm theo là một cái chân xuất in out để khoan xuống. Ví dụ như cái này là những cái bệ, những cái những cái gác được để hàng á. Khi người công nhân nha đạp chân một cái thì nó sẽ quay qua, thì nó quay qua thì người công nhân á, thao tác vừa lấy cái con hàng này ra nha, con hàng này đã được khoan rồi. Sao ta? Hoặc là một thao tác là ví dụ như có bốn vị trí đi, thì người công nhân lấy một con hàng khoan rồi bỏ một cái con hàng mới vào. Đó. Thì trong quá trình làm như vậy thì ở đây thì một trục jack nó sẽ khoan xuống cái vị trí đó, và sau khi hoàn thành xong thì sẽ đạp cốc cái nữa nha. Đó, thì lấy cái con hàng khoan rồi ra. Hoặc là một cái dụng cụ á, tới đây nó sẽ tự động đá cái một cái relay á, relay khí á,
nó đá cái khoang hàng khoang rồi ra để bỏ cái thao tác lấy hàng, chỉ lấy thao tác bỏ hàng vào thôi. Hoặc là có thể lên một dây chuyền tự động, cung cấp tự động hết hoàn toàn. Nó từ từ mình cứ làm từng bước như vậy nè. Từ từ thì nó sẽ ra một cái một hệ thống tự động nha. Ví dụ như các bạn thấy nó quay rất là nhiều vòng nhưng cái cảm giác tiệm cận nó bắt đúng không? Là cái vị trí nó chưa tốt, cái vị trí nó chưa được tốt, được chuẩn. Phải làm lại. Nên mình chỉ gá sơ thôi nha. Thì video này thì nội dung thì mình muốn gửi tới những bạn hoặc là những công ty có nhu cầu nâng cấp hệ thống gia công bán tự động hoặc là đang là thủ công lên tự động. Bên mình sẽ dùng những nguyên liệu, các bạn thấy đây là một máy in chà băng nguyên liệu nha, rất là vững, cứng vững, hàng nguyên nguyên kiện, tháo bãi Nhật thì các bạn sẽ biết được cái độ cái sự bền bỉ. Mình làm toàn bộ đa phần là nguyên liệu Nhật hết, sẽ bền bỉ để cho những khách nào mà cần lên máy tự động. Giống như trước đây mình làm cho một anh khách, một người công nhân làm ví dụ một ngày chỉ 300 sản phẩm thôi, nhưng mà sau khi anh lên anh đầu tư chi phí tương đối lên máy tự động thì năng suất lên rất là cao nha, lên gần 100%, tức là khoảng 500 sản phẩm. Thì ví dụ nhân lên 10 máy hiện tại anh đang có thì rõ ràng cái năng suất ra rất là nhiều. Và không chỉ những sản phẩm như thế này, mình cũng làm những dự án mà dựa theo cái yêu cầu của khách. Cho nên khách nào có nhu cầu thì cứ inbox với shop. Hàng bảo hành nha, đa phần bên mình làm là bảo hành 12 tháng và một số linh kiện thì sẽ bảo hành 24 tháng bảo hành, và sẽ có quy trình chuyển giao kỹ thuật cộng với bảo trì định kỳ một vài lần đầu tiên, kết hợp với người của công ty bên phía các bạn để vừa đào tạo bảo trì. Cái này mình lên một tủ điện hoàn thiện nha, chứ không phải để như vậy nha, để một tủ điện điều khiển hoàn thiện về các bạn chỉ việc xài thôi. Ok, thì đại khái là vậy. Bữa nay nhấn chút thời gian, cũng khá là bận nhưng mà nhấn chút thời gian làm cho xong cái bộ này. Tiếp theo là mình lên một trục jack. Mình làm một cái bệ nhôm ở dưới, lên một trục jack để kế bên. Và mình có thể ứng dụng khoan một số cái chi tiết đơn giản luôn nữa. Ví dụ như một số cái kẹp á, mình sẽ kẹp cái vật liệu vào cho khoan. Ví dụ như khoan một cái lỗ nhỏ nhỏ vậy đó. Hoặc là khoan này không chỉ một vị trí nha, có thể là khoan nhiều vị trí, hoặc là từ đó mình có thể nhân lên nha, mình có thể nhân lên, có thể chạy biên dạng 20, 30, hoặc là làm một cái chất, làm một chức năng gì đó. Và bộ này sắp tới mình cũng có một ý tưởng là bệ xoay dao trên máy tiện CNC, bệ xoay dao máy tiện CNC và sẽ dùng một cái thắng. Khả năng vừa dùng thắng mà vừa dùng chốt nha các bạn. Vừa dùng một cái chốt á, chốt rút ra rút vào á, để làm sao để cố định tuyệt đối cái vị trí bàn giao để chạy chạy chính xác á. Như các bạn thấy đây, những cái chốt định vị đúng không, rất là nhiều chốt. Thì rồi mình sẽ làm một cái chốt đó, thì vừa nó thắng lại xong sẽ có một chốt đóng lại để cho cái bệ này nó không thể di chuyển bất kỳ, cho dù tương đối hay đi nữa thì cũng không thể nha, nó sẽ dừng tuyệt đối để mình có thể gia công chính xác, độ chính xác cao. Sắp tới mình sẽ nhập cái bệ này về rất là nhiều. Cái loại này thì mình thấy khá là nhiều ứng dụng đó. Mình có thể lắp cái mâm cặp vào đây, mình dựng ngang hoặc là dựng đứng để cho máy 30, 40 gì đó
mình sẽ xài. Những cái bệ như vậy thì nó khá là hữu dụng cho những cái ý tưởng chế cháo của mình. Ok, khách nào có thấy thú vị thì hoặc là cần cải tiến gì thêm comment chia sẻ cho mình sẽ tiếp nhận.